Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nếp Chanh và mình là Nếp. Ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện trải bài dự đoán tổng quan về tình hình tháng 9 dành cho các bạn thuộc nhóm lửa. Nhóm lửa bao gồm có Bạch Dương, Nhân Mã và Sư Tử. Và nhóm lửa ở đây á, nó không nhất định phải là nhóm theo cung mặt trời, có nghĩa là theo cung hoàng đạo ngày sinh dương lịch của các bạn, mà nó có thể là những cái vị trí khác. Ở dưới cái phần mô tả mình đã để một cái đoạn link, thì trong cái đoạn link đó nó có một cái phần mà để giúp cho các bạn tạo được một cái bản đồ sao cho riêng mình. Vì mỗi người chúng ta đều có chịu sự chi phối của cả 12 chòm sao, cho nên thành ra nó không cần thiết phải là chòm sao mặt trời của các bạn thì nó mới có thể phù hợp với câu chuyện của các bạn. Mà ở đây á, thì đối với những cái bạn mà mới tiếp xúc với chim tinh á, thì mình nghĩ rằng các bạn chỉ cần chú ý cho mình ba cái điểm, đó là cung mộc, AC, mặt trăng và mặt trời. Ba cái điểm đó là đủ. Nếu như một trong ba điểm đó các bạn có nhóm lửa Bạch Dương, Nhân Mã, Sư Tử thì các bạn có thể theo dõi cái clip này và có thể theo dõi kèm theo những cái đoạn cung hoàng đạo khác ứng với những cái vị trí đó để cho chúng ta có thể có một cái câu chuyện mà nó phù hợp nhất với các bạn. Ok, bởi vì đây là trải bài chung cho nên thành ra nó có thể là không đúng hết hoàn toàn với các bạn. Nếu mà những chi tiết nào nó không phù hợp thì đó có thể là câu chuyện của người khác. Và các bạn đừng đưa ra quyết định quan trọng nào dựa trên các trải bài chung. Hãy để cho một cái sự đón nhận nó cởi mở để chúng ta có thể thu được những cái thông tin có ích nhất dành cho mình. Ok, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Bạch Dương đầu tiên ha. Xin chào các bạn Bạch Dương. Đây là trải bài dự đoán tổng quan chung về tình hình công việc và tình cảm của các bạn trong tháng 9. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem câu chuyện của các bạn như thế nào nha. Ái chà, có một new love ở đây. Mình sẽ rút thêm cho Bạch Dương hai lá nữa đi, để mình xem cái new love này nó như thế nào. Rồi chúng ta sẽ giải bài luôn. New lớp mà sao thấy mình định rút ba lá thôi, nhưng mà sao new lớp mà thấy nó thiệt. Ok, từ từ để đây đi, cứ bình tĩnh đã. Cứ từ từ. Ok, đầu tiên thì mình sẽ nói trước về tình hình công việc đi. Thì trong cái tháng này á, mình cảm thấy công việc ở đây á, thì mình có cái cảm giác là đối với những cái bạn Bạch Dương nào mà các bạn đang đang có một cái sự chờ đợi. Cái sự chờ đợi này nó có thể nằm ở khía cạnh, ví dụ như các bạn muốn xin việc chẳng hạn, các bạn đang nộp đơn ứng tuyển xin việc và chờ trả cái kết quả, hoặc là các bạn đang có một cái mong muốn là mình đề xuất một cái dự án nào đó mà các bạn được duyệt chẳng hạn. Hoặc là nó cũng có thể nằm ở cái khía cạnh ví dụ như là các bạn làm xong cái dự án đó rồi nhưng mà các bạn chưa biết là cái sự đánh giá của cấp trên, của sếp hay của đối tác hay của khách hàng nó như thế nào. Thì mình thấy là cái sự cái kết quả đó nó sẽ đến cho các bạn trong tháng 9 này. Và nó đến thì mình có cái cảm giác là nó đến tầm giữa giữa tháng 9, chứ nó cũng không có đến quá sớm, nó cũng sẽ không đến ngay đầu tháng 9 đâu. Và cái kết quả này thì ở đây mình thấy là kết quả này khá là tốt á. Nói chung là mình nghĩ là tốt, trên mức trung bình một chút á, khá tốt chứ cũng không phải là dở đâu. Các bạn sẽ có được những cái thành tựu, những cái chiến thắng nhất định, nhưng mà nó là nằm ở khía cạnh á, mình cảm thấy giống như là nó chỉ là bước đầu thôi. Có nghĩa là cái hành trình của các bạn, cái chiến thắng này, cái tin tức tốt lành này, nó chỉ là bước đầu tiên, hoặc là đó chỉ là một cái bước mà
nó không phải gọi là một cái bước nó sẽ đánh dấu cho các bạn một cái bước ngoặt hay là như thế này thế kia đâu, mà nó sẽ giống như là mở ra cho các bạn nhiều cái cơ hội hơn, mở ra cho các bạn nhiều cái khả năng để cho các bạn được người ta nhìn nhận đánh giá. Ví dụ như có thể khiến cho sếp của các bạn tin tưởng hơn và giao cho các bạn nhiều cái trọng trách lớn hơn, nhiều cái nhiệm vụ lớn hơn, thì chính những cái nhiệm vụ, những cái trọng trách lớn hơn đó nó sẽ đẩy các bạn lên những cái nấc thang cao hơn. Trong khoảng mình nghĩ á, là trong cái tháng này á, thì các bạn Bạch Dương á, các bạn vẫn sẽ phải tập trung, tiếp tục tập trung và chăm chú vào cái khía cạnh là các bạn sẽ có nhiều cái việc mà các bạn cần phải làm mà nó đòi hỏi cái tính chi tiết, cái tính chi tiết và cái sự chăm chỉ. Đương nhiên là làm việc thì lúc nào là chúng ta cũng phải chăm chỉ cố gắng, và ở đây á, nhưng mà ở đây tự nhiên mình thấy là các bạn khi mà làm á, thì chúng ta để ý một chút với tiểu tiết và chậm lại. Trong cái tháng này cảm giác như là các bạn có thể có được một số cái cơ hội, hoặc là các bạn sẽ bị giao nhiều cái việc, giống như kiểu là các bạn có nhiều thứ còn phải làm một lúc, hoặc là bản thân Bạch Dương các bạn có nhiều cái ý tưởng, các bạn có nhiều điều muốn làm. Tuy nhiên những cái ý tưởng này thì ở đây các bạn, thứ nhất là mình nghĩ các bạn nên có một cái thứ tự ưu tiên, các bạn nên có một cái kế hoạch rõ ràng là mình còn làm cái nào trước cái nào sau. Còn nếu không á thì các bạn phải đảm bảo là tất cả những cái ý tưởng này, những cái điều mà các bạn muốn làm, những cái việc mà các bạn được nhờ, được giao á, các bạn sẽ có cái sự chăm chút và kỹ càng cho nó, để cho chúng ta đảm bảo là sẽ không có cái gì nó bị chệch hướng, đại khái như vậy. Thì mình thấy á, là tháng này của Bạch Dương á, là một cái tháng mà cũng gọi là các bạn cũng sẽ khá là bận rộn, sẽ tốn thời gian, và nhiều khi mình nghĩ là các bạn sẽ cảm thấy hơi bị bực bội. Hơi bị bực bội đây á, nó không phải là nghĩ xấu mà nó kiểu giống như là các bạn có nhiều việc quá. Và Bạch Dương á, thì có thể đôi khi là cái việc mà công việc á, nó chiếm mất nhiều cái thời gian nghỉ ngơi hoặc là cái thời gian vui chơi giải trí của các bạn. Hơn nữa là bản tính là mình Bạch Dương thì thông thường sẽ có một chút cái bản tính là thích nhanh, rất là thích nhanh, cái gì cũng nhanh 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 nhanh, giải quyết nhanh. Hơi hơi có một chút gọi là cả thèm chóng chán nè, đầu voi đuôi chuột. Nhưng mà trong cái tháng này á, các bạn sẽ không thể làm những cái gì đó được, các bạn cần phải làm tất cả mọi thứ nó theo một cái tiến trình chậm rãi, và tất cả đều các bạn đều phải quan tâm chăm sóc hết tất cả các phần, các khâu, chứ không phải là các bạn chỉ cần làm cái phần đầu tiên rồi cái phần sau hậu kỳ hay cái kia là người khác làm, thì cái đó là nó sẽ không xuất hiện trong cái tháng này. Cho nên cái lời lời khuyên của mình cho cái tháng này là các bạn khi mà làm việc á, làm chậm rãi từ từ, nên có một cái kế hoạch rõ ràng, và các bạn nên chăm chút cho những cái chi tiết, và chúng ta kiểm tra đi kiểm tra lại trước khi mà chúng ta nộp, hoặc là chúng ta có cái triển khai cái kế hoạch, cái bản kế hoạch đó của chúng ta. Cái tháng này á, thì mình thấy là Bạch Dương các bạn sẽ có nhiều cái nguồn cảm hứng mới, nhiều cái ý tưởng mới, nhiều cái giống như là các bạn sẽ có thêm cái động lực để các bạn làm việc. Có nghĩa là đây là các bạn có rất là nhiều ý tưởng, nhưng mà mình phải lưu ý với Bạch Dương á, là cái sức của bạn, cái sức lực của bạn nó có thể nó sẽ không thể nào đáp ứng 100% hết toàn bộ cái ý tưởng các bạn. Ví dụ như các bạn có 10 cái ý tưởng thì cái sức của các bạn nó không thể đáp ứng được hết 10 cái, nó khá là khó khăn. Hoặc là một là các bạn phải chịu chấp nhận trả giá là mình sẽ vắt kiệt sức mình rất là mệt. Hai là các bạn phải có cái thứ tự ưu tiên là chúng ta làm trước 8 mục, 2 mục còn lại chưa có quan trọng lắm, chưa có nhiều cơ sở lắm, nó còn chưa có những cái nền tảng thì chúng ta tạm gác lại để chờ một cái cơ hội nó thích hợp hơn thì chúng ta sẽ làm tiếp. Nhìn chung thì mặc dù tháng này tuy là vất vả, đôi khi hơi bực bội, nhưng mà nó cũng là một cái tháng tràn đầy cảm hứng đối với Bạch Dương. Đặc biệt nếu mà các bạn Bạch Dương mà làm trong lĩnh vực nghệ thuật á, hoặc là cần nhiều cái sự gọi là sáng tạo hay ý tưởng á, thì mình thấy nó rất là thích hợp. Nó sẽ cho các bạn nhiều cái động lực và nhiều cái những cái sự đột phá. Và ở đây mình thấy tháng này thì các bạn cũng có thể sẽ có những cái chuyến đi ngắn ngày, ví dụ như công tác hoặc là đi đâu đó để tìm cảm hứng. Nếu mà các bạn có một cái sự thôi thúc, một cái hứng thú muốn muốn có những cái việc đó, muốn đi như vậy á, thì mình thấy cũng ok, mình thấy cũng khá là ổn. Và cái tháng đặc biệt á, cái tháng này như mình nói á, là mặc dù đầu tháng á, nó có thể có nhiều cái khó chịu, nó kéo dài, nhưng mà càng càng gần về cuối tháng á, thì mình thấy nó sẽ càng tốt lên, mọi thứ nó sẽ càng tốt đẹp lên, và có một cái sự thay đổi nó rất là tốt đẹp nó đang đến trong cái cuộc sống các bạn. Tuy nhiên cái sự thay đổi này nó sẽ đến hai dạng, một là các bạn thấy rõ ràng, có nghĩa là ví dụ như mình nói các bạn nhận được cái công việc mới, các bạn có được cái sự thành công trong cái dự án mới, ví dụ như vậy, nó rất là rõ ràng, các bạn sẽ có một cái thành quả. Nhưng mà nó cũng có thể đến với những cái dạng rất là ẩn hình, ví dụ như là mặc dù các bạn có được một cái sự thành công đó, nhưng mà các bạn không có thấy sếp của các bạn nói gì hết, ví dụ thấy sếp chỉ nói là ừ em làm rất là tốt, tôi thấy dự án đó em làm tốt, cố gắng lên. Rồi các bạn cũng không có thấy cái gì mà đặc biệt, nhưng đằng sau cái lời khen tưởng chừng như nó rất là
đơn giản đó, nó rất là đơn sơ mộc mạc. Đó là một cái sự đánh giá cao dành cho các bạn, một cái bước tiến. Ví dụ các bạn sẽ được cân nhắc quy hoạch vào cái danh sách mà những người sẽ trở thành trưởng phòng trong cái nhiệm kỳ tiếp theo, hoặc là các bạn có thể vào trong danh sách là những cái người mà được nhắm đến để thành leader của một team, một nhóm, một cái dự án, một cái kế hoạch nào đó nó lớn hơn trong tương lai. Cho nên nhìn chung á, các bạn Bạch Dương cứ hãy cứ có tiếp tục cố gắng. Mình lưu ý những cái điểm mà Nếp nói, và các bạn cứ tin là nếu các bạn cố gắng tiếp tục tiến lên á, thì cái kết quả các bạn nhận được á, nó sẽ rất là tốt đẹp. Cứ cứ vững tin là tất cả những cái thành quả của các bạn nó sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Về cái khía cạnh tiền bạc của cái tháng này á, thì mình cảm thấy là phía đầu tháng á, có thể cái chuyện tiền bạc các bạn nó sẽ hơi nó hơi eo hẹp một chút. Eo hẹp ở đây là không phải là các bạn không có tiền, nhưng mà có thể các bạn có quá nhiều thứ muốn mua, cho nên các bạn có một cái sự tính toán chi ly, hoặc là các bạn cảm thấy là mình phải tính toán chi ly để dự trù cho một cái chuyện gì đó. Tuy nhiên những cái vấn đề này nó sẽ càng dần về cuối tháng thì nó sẽ càng đỡ hơn, nó sẽ càng bớt áp lực cho các bạn, nó sẽ càng khiến cho các bạn thoải mái hơn trong cái việc chi tiêu của mình. Và mình thấy gần như là về gần gần cuối tháng thì các bạn sẽ rất là thoải mái trong chi tiêu, và các bạn sẽ có không có còn phải lo nghĩ quá nhiều về cái việc tiền bạc nữa. Tình hình tài chính nó tuy là nó không có những cái bước cải thiện rõ rệt, nhưng mà mình cảm thấy là nó sẽ không có bị sụt giảm, nó sẽ không có bị kiểu kiểu là sao, kiểu kiểu đột nhiên tháng nào cũng thu nhập 5 đồng mà tháng này 2 đồng, thì cái đó là không có. Nhưng mà vẫn phải lưu ý là giống như mình nói, các bạn có thể có rất là nhiều dự án, rất là nhiều ước mơ, rất là nhiều thứ muốn thực hiện. Thì những cái việc đó nếu mà nó nằm rơi vào cái việc là các bạn có rất là nhiều thứ muốn đầu tư á, thì các bạn còn phải lưu ý. Cần phải lưu ý về khía cạnh là mình có nên đem hết tiền đầu tư hay không, hay là mình nên đầu tư như thế nào, nên hỏi thêm ý kiến của những chuyên gia, những người có nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này hơn, chứ đừng có vội đâm đầu vào đầu tư thì nhiều khi cái kết quả nó sẽ không có được hoàn toàn như mình mong muốn. Ok, và bây giờ mình sẽ để lên đây những cái lá mà mình mới rút thêm về cái chuyện tình cảm, về cái new love này. Ok. Ở đây á thì mình thấy á, có nghĩa là như thế này. Khi mà mình thấy new love thì mình cũng cảm giác giống như các bạn thôi. Đó là chắc là chúng ta có một cái tình yêu mới. Nhưng mà thật ra khi mà trải bài ra, mặc dù có cái new love ở đây, nhưng mà mình vẫn không có cảm thấy nhiều cái sự nhiệt tình như như những cái trải khác. Khi mà mình thấy new love thì câu chuyện ở đây á là như thế này. Câu chuyện ở đây á, có thể là cái bạn Bạch Dương á, các bạn đã có một cái vấn đề nào đó trong quá khứ liên quan đến chuyện tình cảm. Có thể ví dụ như các bạn bị người ta phản bội, hoặc là các bạn ở trong một cái mối quan hệ mà nó không có cái gì ra cái gì hết. Nó không có chuyên tâm, nó không có chỉ một người, hoặc là các bạn ở trong mối quan hệ các bạn cảm thấy rất là lạc lõng, cô đơn. Nhìn chung á, trong một cái mối quan hệ của các bạn có một cái vết thương hả? Một cái vết thương, một cái tổn thương, một cái ký ức nó không có được tốt đẹp. Cho nên mình thấy là các bạn tạm gác cái chuyện tình cảm của các bạn lại, và các bạn tập trung cho sự nghiệp, tập trung cho công việc. Thì mình thấy á, trong cái quá trình các bạn tập trung cho công việc, trên cái sự phát triển các bạn á, thì các bạn đã đến được một cái mức á, có nghĩa là các bạn tự tự sống cái cuộc sống của mình, tự sống vui vẻ, các bạn không có cần phải có người khác vỗ về vuốt ve. Các bạn có một cái thái độ sống rất là tích cực, và các bạn xuôi theo dòng, có nghĩa là các bạn không có nghĩ nhiều, các bạn không có kiểm soát, các bạn không có cố gắng ép cái chuyện này phải như thế này thế kia. Các bạn chỉ tập trung sống cho hiện tại của các bạn, thì cái chuyện này nó rất là tốt. Và mình thấy á, chính cái điều này á, nó đã kéo một cái tình cảm mới đến trong cuộc sống các bạn. Tuy nhiên á, cái tình cảm mới này mình vẫn phải nói là nó sẽ có một cái trường hợp á, là mình không có cảm thấy các bạn thật sự là thích thú với cái tình cảm mới này. Nghĩa là giống như các bạn có thể là các bạn có cuộc sống tự do lâu rồi, các bạn cảm thấy mình ổn, các bạn không không có cảm thấy cần mình phải thêm một người nữa. Bây giờ lúc này các bạn đã có cái sự thỏa mãn của các bạn rồi, cho nên các bạn không có cần cái điều này nữa. Cho nên các bạn có thể không thích thú. Còn cái thứ hai á, là cái đối tượng này họ đến để họ kích hoạt lại một lần nữa cái bài học của các bạn, để kiểm tra xem các bạn đã hoàn thành bài học chưa. Giống như là cái này giống như thi cuối kỳ hoặc là thanh tra đột xuất á, các kiểu kiểu như vậy á. Có nghĩa là các bạn sẽ, khi mà bước vào cái mối quan hệ này, mình có cảm giác đây là một cái mối quan hệ á, nó sẽ có nhiều cái rào cản, nó sẽ khiến cho các bạn có những, gợi lên cho các bạn những cái tổn thương cũ. Ví dụ như bạn rất rất là bị thu hút với cái người này, và khi mà tương tác với cái người này á, các bạn lặp lại những cái sự việc cũ. Ví dụ cái người này vẫn là một người không có hoàn toàn chuyên tâm, một người không có hoàn toàn thuộc về dành cho các bạn, và mình cảm thấy giống như là cái người nhân vật này đến, và nhân vật này sẽ chào giống như kiểu chào hàng cho các bạn á,
offer cho các bạn những cái gì đó nó có thể là nhiều thứ nó không hoàn toàn đúng chuẩn của các bạn, nó thấp dưới cái mức chuẩn của các bạn để các bạn xem là các bạn có còn thỏa hiệp hay không, các bạn có còn hạ thấp tiêu chuẩn của mình hay không, hay là bây giờ các bạn đã biết mình là ai, giá trị của mình là như thế nào để cho mình có thể có những cái gọi là những cái sao ha, gọi là mình có những cái tình cảm nó xứng đáng, nó tốt đẹp hơn. Ở đây thì mình chỉ nói về một cái bộ phận nó hiện lên rõ nhất trong cái trải bài này. Còn với những cái bạn Bạch Dương khác mà các bạn cảm thấy vui vẻ, ok, không có gì thì cứ coi như là bỏ qua cái phần này đi. Ở đây á, thì cái new love này mình thấy á, nó cũng không có đến cái mức độ hoàn toàn như là hoàn toàn là xấu, cái người này hoàn toàn là xấu đâu. Nếu mà các bạn có những cái sự thương lượng với họ thì mình nghĩ nó cũng sẽ có những cái sự thay đổi và chỉnh sửa. Tuy nhiên á, mình vẫn có cái cảm giác mạnh hơn á, đây là một mối quan hệ đến để cho các bạn chắc chắn về bản thân các bạn chắc chắn khẳng định về giá trị của các bạn. Chứ nó không phải là một mối quan hệ, ít nhất là trong cái thời điểm này nó mang đến những cái sự hứa hẹn, nó mang đến những cái sự cam kết lâu dài cho các bạn. Mặc dù đúng cái người này cũng là một cái nhân vật quan trọng trong cái hành trình phát triển của các bạn. Tuy nhiên có một số người đến và dạy cho chúng ta những cái bài học, rồi họ sẽ tạm thời rời ra khỏi cái cuộc sống của chúng ta. Và nếu có duyên thì nó sẽ gặp nhau trên một cái hành trình khác, một cái chặng đường khác. Ok, đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụ bài Bạch Dương. Mình hy vọng là mang đến được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Ok, mình vừa mới bật thêm đèn bởi vì giống như đang muốn mưa, trời muốn mưa sụp xuống nó tối. Bây giờ chúng ta đã xong Bạch Dương thì chúng ta sẽ đến với các bạn Nhân Mã nha. Chào Nhân Mã, đây là trải bài dự đoán tổng quan về tình hình công việc cũng như chuyện tình cảm của các bạn trong tháng 9. Chúng ta hãy cùng xem thử là câu chuyện của các bạn Nhân Mã nó sẽ như thế nào nha. Ok, các bạn Nhân Mã đợi mình một chút. Ok, đối với các bạn Nhân Mã thì mình thấy trải bài của Nhân Mã lần này á thì nó hơi riêng biệt á, nó hơi chuyên biệt cho một nhóm một số bạn Nhân Mã có đối xác định. Cho nên thành ra nếu mà các bạn nghe mình mô tả mà các bạn cảm thấy không phù hợp thì có thể đây không phải là trải bài dành cho các bạn. Ok. Đầu tiên á thì ở đây mình có một cái cảm giác rất là rõ ràng là về khía cạnh công việc á, là Nhân Mã trong công việc các bạn đang không ổn. Đang có nhiều cái sự rắc rối nó xảy ra. Thứ nhất, các bạn có thể sống trong một cái hoàn cảnh, cái môi trường công ty hoặc là môi trường học tập á, nó không có lành mạnh, nó không có phù hợp dành cho các bạn. Có thể ví dụ như là đồng nghiệp thì gọi là sao ta? Đồng nghiệp thì không đồng nghiệp và sếp không có hòa hợp với các bạn. Mình không nói đến là đâm sau lưng, nhưng mà mình nói đến ở đây có thể có rất là nhiều cái sự tranh cãi, rất là nhiều cái sự cãi vã và mỗi người đều thích đứng ở trên cái góc nhìn của mình, không có thông cảm, không có hòa nhập, không có gì hết. Nói chung là mình thấy cái không khí làm việc có nhiều khi nó rất là xung đột, nó rất là mâu thuẫn, thậm chí là mọi thứ nó trở nên rất là lộn xộn, nó cứ người này một ý, người kia một ý, nó cứ đâm chọt qua lại gì đó. Hoặc là nhiều khi bạn có những cái ý kiến gì đó người ta không chịu lắng nghe, sếp của bạn cũng có thể không có cái giải pháp nào để có thể xử lý được cái tình huống này hết. Cho nên nhiều khi cái công việc chất lượng nó rất là thấp. Mà công việc thấp là chất lượng không có tốt này này nọ thế này thế kia thì nó lại ảnh hưởng đến cái thành tích và lương thưởng khen thưởng hoặc là cái sự phát triển trong công việc của các bạn. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ rất là cản trở cho các bạn đúng không?
Và ở đây á, mình cảm thấy cái tình trạng này á, nó không phải là mới, nó đã kéo dài được một thời gian rồi. Và thứ hai nữa á, là có thể các bạn nằm trong cái trường hợp mà các bạn không có hòa nhập được với cái môi trường, các bạn cảm thấy rất là lạc lõng, các bạn cảm thấy không có mở lòng được. Cái này á, thì nó là một nguyên nhân đến từ bên trong các bạn. Nghĩa là thứ hồi nãy ban nãy mình nói về cái sự mâu thuẫn kia là đến từ bên ngoài, nhiều người người ta gây hấn, người ta có những cái thái độ nó không có chuẩn mực, nó không có đúng với mình. Hoặc là họ có nhiều cái thứ làm cho mình cảm thấy là mình khó chịu, họ bất hợp tác. Nhưng mà cái này có cái nguyên nhân thứ hai này, nó đến từ có thể đến từ bản thân các bạn. Các bạn khó hòa nhập được với cái cộng đồng này. Các bạn có thể là các bạn có một cái vấn đề về niềm tin. Các bạn không có tin người khác, hoặc là các bạn nghĩ là người khác như thế này thế kia. Nói chung là đây nó bắt nguồn từ một cái sự tổn thương, một cái vấn đề mà các bạn khó có thể mà khiến cho các bạn có thể hòa nhập được. Các bạn lúc nào cũng có thể quen một mình rồi, các bạn quen với cái suy nghĩ là sẽ không ai hiểu mình, không ai chịu mở lòng với mình, và các bạn luôn luôn nghĩ như cái vậy. Thì khi mà các bạn nghĩ như vậy á, nó là một cái điều rất là hiển nhiên khi các bạn tạo nên một cái thực tại mà các bạn không thấy ai thật sự hiểu hết á, và những cái người thấu hiểu các bạn á, họ đã bị đẩy đi rất là xa, bởi vì các bạn tin, cái niềm tin của các bạn là không ai hiểu các bạn, không ai giúp các bạn chỉ có một mình, và cái niềm tin đó của các bạn nó đã chuyển hóa thành sự thật. Ở đây mình không nói hoàn toàn đó là lỗi của các bạn, nhưng mà khi mà chúng ta có một cái sự không thoải mái ở trong một cái vấn đề, một cái người hoặc một cái hoàn cảnh, thì điều đó nó cũng là một cái sự chứng minh là chúng ta đang ở trong một cái hoàn cảnh mà nó không có thật sự là có lợi cho cái sự phát triển của chúng ta, nó không thật sự là đưa chúng ta trở về những gì mà chúng ta thật sự là. Cho nên ở đây á, có một cái các bạn có một lá đét, và cái lá đét này đây á, nó nói về cái việc là cái sự mệt mỏi nè, những cái sự mệt mỏi, những cái sự xung đột, những cái sự khó chịu này nó đã đi đến đỉnh điểm rồi, nó còn phải được giải tỏa, nó còn phải có một cái biện pháp. Thì mình thấy cái biện pháp ở đây á, người ta khuyên các bạn là nên có một cái biện pháp ôn hòa. Thì mình thấy với những cái bạn mà rơi vào trong cái trường hợp như mình nói á, thì nếu mà các bạn cảm thấy thật sự là không ổn, nếu các bạn thật sự cảm thấy mà mình khó chịu quá, mình không có thể làm được cái gì hết trong cái môi trường này, thì các bạn nên đổi một cái công việc khác. Hoặc là các bạn có một cái thời gian các bạn trở về, các bạn nghỉ ngơi. Chúng ta có thể tạm nghỉ 1 hoặc 2 tháng, hoặc lâu hơn tùy các bạn, hoặc nhanh hơn cũng tùy các bạn thôi, để cho các bạn có được lại cái sự cân bằng cho cái cuộc sống của các bạn trước đã. Bởi vì ở đây mình nhìn thấy á, là các bạn cần phải có cái giải pháp ngay bây giờ đi, các bạn đang quá thụ động. Các bạn cần phải có một cái hành động nào đó để chúng ta có thể tự giải thoát chúng ta ra khỏi cái tình trạng này. Nếu như các bạn cứ tiếp tục cố gắng chịu và hy vọng cái sự việc nó sẽ thay đổi, nó sẽ có những bước chuyển hóa, thì mình xin nói với các bạn rằng trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất là trong tháng 9 này, sự việc nó sẽ khó có những cái bước tiến gì hết. Nếu như các bạn không thay đổi, đối phương không thay đổi, chúng ta không thể mong có một cái kết thúc khác, chúng ta không thể mong có một cái sự tương tác khác được. Hoặc là các bạn phải thay đổi, hoặc là đối phương phải thay đổi. Ví dụ như cái công việc này nó quá cần thiết, các bạn quá khó khăn, mình không thể nào mà mình bỏ cái công việc này, thì cái việc mà sinh hoạt của mình nó sẽ rất là khó khăn. Ví dụ các bạn không thể nào từ bỏ cái công việc này được, thì các bạn cần phải có những cái sự thay đổi từ chính bên trong các bạn. Các bạn cần phải có lại thiết lập lại cái niềm tin rằng mình sẽ tìm được một cái người giúp đỡ mình sẽ tìm được một cái đồng đội tốt, mình sẽ tìm được một cái đối phương tốt khiến cho mình có thể tin tưởng được. Thì khi mà các bạn có những cái niềm tin đó, nó sẽ manifest thành một cái thực tại của các bạn. Và cái thực tại đó có thể nó sẽ tác động, ví dụ nó đẩy các bạn đến một cái team khác, nó chuyển các bạn đến một cái chi nhánh khác, một cái cơ sở khác, và hoặc là nó khiến cho những cái người mà gây cho các bạn những cái sự khó chịu mâu thuẫn á, họ có những cái con đường khác nó tách ra khỏi các bạn, thì cái tình huống này nó mới có thể giải quyết được. Và có một lời khuyên của mình ở đây á, cho dù các bạn có làm cái việc gì đi nữa, thì các bạn cũng hãy hướng đến cái sự hòa bình, cái sự một cái cách giải quyết nó nhẹ nhàng thôi, nó êm thấm thôi, đừng có đau to búa lớn được, có nghĩa là đừng có để cái sự tức giận của mình nó che mờ cái lý trí của mình, để mình làm ra những cái hành động mà nó không có được hay. Ví dụ như khi các bạn có những bực mình quá, mình có những cái hành động nó gây hấn hay như thế này kia, thì nhìn chung thì các bạn cũng không khác gì với họ hết, cũng giống như vậy thôi. Chúng ta có những cái sự nhận thức nó tốt hơn, chúng ta có cơ hội để chúng ta có nhiều cái bước phát triển hơn trong cái sự nhận thức của mình, thì chúng ta còn biết là cái cách giải quyết tốt nhất cho mâu thuẫn đó là phi bạo lực, những cái giải pháp ôn hòa. Thì chính cái sự ôn hòa đối với các bạn nó sẽ thu hút thêm nhiều cái sự ôn hòa, chứ còn cái sự giận dữ tức giận nó sẽ chỉ thu hút thêm nhiều cái sự tức giận thôi. Thì đó là lời khuyên của mình dành cho cái vấn đề công việc của các bạn trong cái tháng 9 này, với một bộ phận các bạn nhân mã. Và mình thấy á, là thật ra
bởi vì cái vết thương bên trong lòng các bạn, mình cảm thấy nó liên quan một vấn đề đó, nó rất là lớn. Và bởi cái vấn đề đó rất là lớn cho nên thành ra nó tác động không chỉ trong cái vấn đề về, có nghĩa là không chỉ trong cái vấn đề về về công việc của các bạn mà nó còn ảnh hưởng đến tình cảm của các bạn nữa. Mình thấy ở đây á, có thể là đặc biệt dành cho những cái bạn nào mà các bạn đang có một cái mối quan hệ mà các bạn cảm thấy không ổn á. Các bạn có một cái mối quan hệ mà các bạn cảm thấy có gì đó nó sai sai, hoặc là sao tôi cảm thấy hơi bất an với cái mối quan hệ này, thì cái lời mà mình muốn nói với các bạn là cái cảm giác của các bạn là đúng. Đang có một cái sự thật nào đó nó bị che giấu ở trong cái mối quan hệ này, hoặc là nó đã lộ cái sự thật đó ra rồi, và các bạn đang trong cái quá trình các bạn suy nghĩ ra là liệu mình có nên deal với cái sự thật này hay không. Thì mình thấy ở đây cái sự thật này, cái tình huống này nó có rất là nhiều khả năng là nó nằm dưới cái chuẩn về giá trị của các bạn, hoặc là nó không phù hợp với nhân sinh quan, thế giới quan của các bạn. Cho nên ở đây mình thấy nếu các bạn đang định tiến thêm một bước nào đó nữa xa hơn, nhưng các bạn vẫn thấy mối quan hệ của các bạn có vấn đề, thì mình nghĩ là các bạn nên cho cái mối quan hệ này thêm thời gian. Và các bạn còn nhiều hơn cái sự nhìn lại về bản thân mình, các bạn còn nhiều hơn cái không gian, cái thời gian để cho các bạn có thể tự bản thân nhìn nhận, tự bản thân có những cái suy nghĩ, những cái sự tự do. Ở đây mình thật sự mình có cảm giác là các bạn đang còn nghỉ ngơi, các bạn nhân mã các bạn đang còn nghỉ ngơi. Tại sao? Có thể là thỉnh thoảng các bạn nhân mã sẽ cảm thấy là tại sao cuộc sống của các bạn nó không có chuyển động. Có rất là nhiều chuyện các bạn muốn làm, có rất là nhiều thứ các bạn nghĩ là sẽ đến, nhưng mà nó cứ cảm giác như nó đứng yên, cảm giác như mọi thứ rối tung lên, cảm giác như không có gì là ổn hết. Thì cái lý do đây á, đó là do bản thân các bạn chưa ổn, bản thân các bạn chưa có chín mùi để có thể đến được những cái nấc thang tiếp theo. Đây là một cái thời gian, nếu các bạn có thể thì mình khuyên các bạn nhân mã nên có một cái thời gian mà dành riêng cho cá nhân các bạn. Có thể là các bạn đi nơi nào đó mà các bạn thật sự là thích, làm một cái việc gì đó mà các bạn đã rất lâu rồi các bạn không làm, hoặc là các bạn đã không có nhiều cái cơ hội, cái thời gian để làm. Bởi vì thật ra ở đây mình có cảm giác á, nếu các bạn cứ tiếp tục đâm đầu về phía trước á, thì các bạn sẽ không có đi đến đâu hết á. Bởi vì bản thân các bạn, cá nhân các bạn, bên trong các bạn nó chưa có ổn, nó chưa có sẵn sàng để ổn. Nói chung là chúng ta không có cần nhất định lúc nào chúng ta cũng phải làm một cái việc gì đó. Giống như thầy thầy Thích Nhất Hạnh đã nói á, là chúng ta là human being, chúng ta không phải là human doing. Thời gian trước nhất là để cho chúng ta being, để cho chúng ta tồn tại, để chúng ta hưởng thụ cái sự tồn tại của chúng ta, chứ chúng ta không nhất định lúc nào cũng phải làm một cái gì đó, là cũng phải làm A B C, làm X Y Z, thì cái thời gian đó mới không phí hoại. Không, thời gian tồn tại ra vốn dĩ để chúng ta hưởng thụ cái sự có mặt của chính bản thân mình, cái sự being của chính bản thân mình, chứ không phải là để chúng ta làm cái gì hết. Cho nên mình nghĩ rằng các bạn nhân mã, các bạn cần có thêm thời gian. Các bạn cần có thêm thời gian để các bạn chữa lành, để các bạn có thể giải quyết cho xong những cái vấn đề ở bên trong nội tâm của mình, giải quyết cho xong những cái mâu thuẫn có thể là liên quan rất là nhiều đến cái việc cái giá trị niềm tin và cái việc là các bạn xứng đáng hay không xứng đáng với một cái điều gì đó. Ok, đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn nhân mã trong cái tháng này, và mình hy vọng là mang đến được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Ok, và cuối cùng chúng ta sẽ đến với sư tử. Chào các bạn sư tử, đây là trải bài dự đoán tổng quan về tình hình tháng 9 dành cho các bạn về công việc và tình cảm. Chúng ta hãy cùng xem coi trải bài của các bạn có gì nha. Đối với các bạn sư tử thì ở đây mình thấy như thế này, có hai vấn đề, không có rất là nhiều vấn đề cho nên mình sẽ nói từng vấn đề. Thứ nhất á, là nếu các bạn sư tử các bạn đang muốn có một cái khoảng thời gian tu nghiệp, ví dụ như là các bạn muốn tham gia một khóa học nào đó, các bạn muốn có một cái thời gian các bạn nghiên cứu, các bạn có một cái công trình nào đó, hay là bỗng dưng các bạn có hứng thú muốn làm việc một mình, làm việc độc lập, thì ok, các bạn có thể
làm cái việc đó, và mình khuyến khích các bạn làm cái việc đó, tham dự học tập thêm những cái khóa học, hoặc là có một cái thời gian để mình, ví dụ như các bạn muốn nghỉ ngơi, các bạn muốn là sau một khoảng thời gian, bây giờ mình cống hiến nhiều quá rồi, sẵn tiện đây có cái dịch bệnh, anh chị em ở nhà, con cái ở nhà, cha mẹ vợ chồng ở nhà hết, thì mình thôi mình có cái thời gian mình nghỉ ngơi, mình xin phép tạm nghỉ, nghỉ phép mình dẫn gia đình mình đi đâu đó gần gần về quê, hoặc là mình ở lại trong trong nhà của mình tận hưởng khoảng thời gian thoải mái. Nói chung là các bạn muốn ẩn cư đi đâu đó một thời gian cũng được, các bạn muốn nghỉ ngơi một thời gian cũng được, hoặc là các bạn có một cái sự hứng thú mà các bạn muốn làm, giống như kiểu là các bạn muốn muốn gọi là gì, nghiên cứu, hay là có một cái khoảng thời gian để bạn tìm tòi khám phá một cái chủ đề nào đó, hay mình nâng cao thêm cái việc học tập của mình, thì mình thấy là khá là ok, khá là ổn. Các bạn có thể thoải mái để các bạn làm cái việc đó được. Và tình huống thứ hai ở đây mình thấy là các bạn trong cái công việc á, các bạn nên cần tránh những cái sự tranh cãi nó không cần thiết. Có thể sắp tới là các bạn sẽ gặp một cái tình huống mà sẽ có rất là nhiều cái sự tranh cãi nó xảy ra. Thì những cái sự tranh cãi này á, nó đến từ cái việc là các bạn đứng ở những cái góc độ khác nhau của câu chuyện đó các bạn nhìn. Các bạn không có một cái các bạn không có một cái nhìn chung, các bạn không có một cái phương hướng chung, cho nên thành ra đây lời khuyên của mình á là mỗi khi mà các bạn có một cái sự cãi vã hay bất đồng mâu thuẫn trong công việc á, thì các bạn cần gợi nhớ lại cái mục đích chung của mình là gì, cùng nhau hướng đến cái mục đích chung, cùng nhau hướng đến cái tương lai chung là cái gì, để chúng ta có thể có những cái sự hợp tác nó thuận lợi. Và các bạn cần nên bày tỏ rõ ràng cái quan điểm của các bạn là các bạn đứng trên phương diện nào, như thế như thế, chứ đừng có vội phản bác hay phủ định người khác, thì nhiều khi nó sẽ gây ra những cái tâm lý nó khó chịu, nó không thoải mái. Chúng ta hãy rõ ràng, chịu khó nói chuyện với nhau, giao tiếp với nhau nhiều hơn. Và ở đây á có một cái trường hợp nữa, trường hợp thứ ba, các bạn có thể là một trong ba trường hợp hoặc là cả ba trường hợp, tùy tùy thôi, các bạn cứ chọn những cái thông tin mà các bạn cảm thấy mình phù hợp, có ích cho mình. Và trường hợp cuối cùng mình thấy ở đây á là các bạn nhân mã, các bạn cần phải có một cái nhìn xa hơn. Mình cảm giác như là các bạn đang bám víu lấy một cái gì nó quá chặt, có thể là một cái vị, à quên, các bạn sư tử chứ, hình như nãy mình nói lộn, các bạn sư tử, đây là trái bài của sư tử nha, nếu mà nãy giờ mình có lộn ở đâu thì đây đây là sư tử đó. Thì các bạn sư tử á, các bạn có một cái bám víu vào cái đó nó quá chặt. Chặt ở đây có nghĩa là ví dụ như các bạn sếp của các bạn nói rằng em chuyển qua cái bộ phận B đi, anh thấy là cái năng lực của em là phát triển về một phần B được. Mặc dù các bạn biết, bản thân sư tử biết là các bạn ở bộ phận B á, là các bạn sẽ có những cái sự phát triển là về cái tương lai xa. Ví dụ như là đi từ B lên á, thì các bạn có thể lên những cái cấp rất là cao trong cái quản lý, trong cái những cái người như là trong cái ban điều hành của công ty. Nhưng mà hiện tại các bạn đang làm ở bên A, mà bên A có thể là cái con đường phát triển nó không có rõ ràng, nhưng mà lương nó cao, rõ ràng lương nó cao hơn cái vị trí mà các bạn sắp chuyển đến bên B. Hoặc là các bạn có một cái dự án nào đó mà các bạn kiểu đầu tư nhiều quá rồi, các bạn trông chờ quá rồi, các bạn bám rất là chặt vào nó, các bạn không có muốn từ bỏ. Bởi vì các bạn, thứ nhất là các bạn phí, các bạn tiếc cái công sức mà mình bỏ ra, cái thứ hai là các bạn sợ nếu mà mình làm vậy á thì giống như người ta cười á, người ta cười mình là mình không có tầm nhìn, mình không có cái sự suy đoán, một cái sự quyết đoán. Thì ở đây mình thấy á là nếu mà các bạn chịu khó, các bạn buông ra những cái gì nó đã không có còn phù hợp, các bạn chịu khó, các bạn nhìn với cái tổng thể, các bạn sẽ thấy có một cái điều gì đó nó tốt đẹp hơn. Các bạn có một cái lá ở đây, các bạn sẽ đón nhận được một cái điều gì đó nó tốt đẹp hơn, nó phù hợp hơn dành cho các bạn. Đừng có ôm khư khư, đừng có bám khư khư những cái gì nó đã không có còn phù hợp nữa. Hoặc là trong cái hành trình của mình cảm thấy mình sai rồi, mình cảm thấy cái chỗ đó mình làm là không đúng, mình cảm thấy mình đầu tư vậy là không có phù hợp, thì mình cứ dừng lại thôi. Người ta như thế nào là kệ người ta. Về cuối cùng á, một cái người mà họ biết đứng lên từ những cái sai lầm á, sẽ đáng quý hơn rất là nhiều một cái người mà biết là sai nhưng mà vì sĩ diện vẫn cứ đâm đầu vào. Và chúng ta sai thì chúng ta sửa thôi, chúng ta đang ở trên một cái hành trình, cái trái đất này là một cái lớp học rất là lớn, thì trong cái lớp học đó thì đương nhiên chúng ta sẽ làm sai, đâu có vấn đề gì. Các bạn làm sai một hai bài tập, các bạn đâu đâu có cảm thấy gì mà nặng nề, đúng không? Quan trọng là chúng ta có cái sự phát triển hay không, quan trọng là chúng ta có thể tiếp tục tiến lên hay không thôi. Cho nên á, đừng có quá ôm giữ những cái gì mà
nó không còn phù hợp với các bạn nữa, hoặc là các bạn cảm thấy nó không có tương lai gì hết. Trực giác của các bạn đang kêu gào lên rằng buông ra đi, buông cái điều đó ra đi, đừng có bám lấy cái điều đó nữa. Nhưng mà các bạn vì một lý do nào đó vẫn bám lấy, thì hãy lắng nghe cái trực giác của mình. Tương lai phía trước còn nhiều điều tốt đẹp hơn, đừng có cứ bám lấy cái điều đó, nó sẽ không tốt cho các bạn. Ok. Tiếp theo là vấn đề về tình cảm. Thì vấn đề là tình cảm ở đây á, thì thật ra là mình thấy có một cái nhân vật nào đó họ offer một cái tình cảm nào đó cho các bạn. Nhưng mà ở đây á, thì mình thấy offer theo cái kiểu mà thả thính á, nghĩa là thính sương sương, rồi có thể là rủ nhau đi ăn, hẹn hò nhau, hoặc là nhắn tin, các kiểu nó hơi sương sương thôi. Nó chưa có phải là một cái mối quan hệ mà mình có cảm giác là official, hay là một cái mối quan hệ mà nó rõ ràng công khai, hay là thế này thế kia, thì mình chưa có cảm thấy cái điều đó. Nhưng mà mình cảm thấy là một mối quan hệ nó mang cái tính vui, nó vui nói chung là nó có những cái gì đó nó nhẹ nhàng thôi. Và ở đây mình thấy các bạn sư tử, các bạn sẽ cũng nằm ở trong cái tâm thế là ừ thì để mình coi thử xem cái người này như thế nào. Các bạn chưa có vội nhận lấy hết cái tình cảm này, nhưng mà các bạn cũng chưa có vội từ chối, bởi vì các bạn cảm thấy các bạn xứng đáng được yêu thương. Nếu mà người ta mến mình, người ta yêu thương yêu quý mình, người ta mời mình đi đi chơi, thì mình cứ thoải mái đi chơi thôi, để coi thử cái chuyện này nó sẽ tiến đến đâu. Bởi vì mình có cảm giác các cái nhân vật này họ có thể xuất hiện trong cuộc sống các bạn rồi, hoặc là rất là gần rồi, nhưng mà đây cũng không phải là một cái nhân vật mà các bạn hiểu hoàn toàn. Cho nên sư tử vẫn mang một cái tâm thế là ừ thì để mình coi thử xem, biết đâu khi mà mình ở với cái người này, mình đi chơi với người này, mình trò chuyện nhiều hơn á, là mình sẽ có cảm giác, nhiều cái cảm giác hơn, hoặc là mình sẽ có nhiều cái sự thoải mái hơn như thì sao, kiểu như vậy. Cho nên mình thôi, mình cứ thử, mình thử xem, mình cứ thử xem, đâu ai biết được nó sẽ như thế nào. Thì mình thấy là ổn, các bạn cứ thử, các bạn cứ thoải mái thôi. Yêu đương, quan hệ, tất cả những cái mối quan hệ đều mục đích là đem đến các bạn cái niềm vui, cái sự hạnh phúc. Cho nên thành ra nếu các bạn cảm thấy mình thích thú, mình cái người này cũng vui vui, mình cứ đi đi chơi, đi nói chuyện với người này thử coi họ sẽ như thế nào, liệu chúng ta có một cái tương lai nào hay không, thì mình thấy cũng ok, không có vấn đề gì hết. Hiện tại các bạn sư tử, các bạn đang có những cái cảm xúc lãng mạn á, những cái gì mà nó vui, những cái gì mà nó hào hứng, nó tình cảm, nó sướt mướt, thì các bạn cứ đi theo những cái điều đó. Đối phương của các bạn thì mình cảm thấy họ họ cũng như các bạn thôi, họ cũng là bị cuốn theo cái cảm xúc, chứ họ chưa có một cái dự định nào đó rõ ràng đâu. Nên trước mắt họ cũng muốn là mình cứ theo cái cảm xúc mình trước cái đã, mình cứ thuận theo cái cảm xúc trước cái đã, rồi mình cứ thử làm quen với người này trước cái đã, rồi chuyện gì mà nó cảm thấy nó phù hợp, cái nó hòa hợp với nhau thì nó phát triển thôi, nó cũng không sao. Cho nên thành ra ở đây mình cảm thấy khá là ổn, các bạn có thể thoải mái mà đón nhận cái niềm vui này đến trong cuộc sống. Và đối với những cái bạn nào mà các bạn có mối quan hệ rõ ràng rồi á, có nghĩa là có một cái mối quan hệ ổn định rồi á, thì mình thấy sắp tới á, nó là một khoảng thời gian mà các bạn có những cái điều rất là lãng mạn. Cái điều lãng mạn ở đây á, nó có thể giống như kiểu là các bạn tự nhiên các bạn muốn hẹn hò người yêu đi những cái nơi hơi sến sến, hoặc là có những cái món quà sến súa gửi đến người yêu hay thế này thế kia. Thì mình thấy các bạn đó cũng là một cái việc rất là bình thường, và mình nghĩ rằng á, người yêu các bạn sẽ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng mà sẽ vui vẻ đón nhận cái việc đó, đón nhận cái sự thay đổi hoặc là nhiều cái thi vị trong cái chuyện tình với bạn. Cho nên về mặt tình cảm thì mình thấy các bạn sư tử khá tốt, các bạn cũng không phải quá nhiều lo lắng, mặc dù có thể chúng ta không có tìm được chưa chưa có tìm được cái người mà chúng ta thật sự là muốn quen, hay là hoàn toàn là tiến sát ái tình ngay từ giây phút đầu tiên, nhưng mà biết đâu trong quá trình chúng ta tìm hiểu một người nào đó, chúng ta sẽ có nhiều cái cảm tình, và chúng ta sẽ cảm thấy cái người này cũng hợp, cho nên cứ cho họ một cơ hội ha. Ok, đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn sư tử ở tháng 9. Mình hy vọng là mang đến được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn, cảm ơn các bạn đã theo dõi tụ bài. Và nếu mà trong quá trình mình giải bài mình có đọc nhầm tên các bạn thì xin lỗi các bạn. Mình cũng không biết tại sao như vậy. Ok, cảm ơn các bạn theo dõi, hẹn gặp lại. Tạm biệt.